Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng Giêng 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học tới tập 2. Chủ nhật tuần này quý vị, những đức đặt khăn với hổm nói về cũng được số lượng khăn cũng nhiều. Tuần này những đức sẽ tặng cho những vị nào chưa có cái khăn này nha. Thí dụ như ai mà đã có rồi đó, thôi chúng ta cứ tròn theo đi quý vị, tròn theo đi. Vì về được có 3.000 cái nhưng đức sợ thiếu. Từ nước ngoài ta gửi về 3.000 cái thì chủ nhật tuần này quý vị đến. Những người nào có rồi thì tròn lên, là mình để những người chưa có. Khăn này rất đẹp quý vị. Tại sao nhà Đức lựa cái màu vàng? Nhà Đức nói quý vị tròn lên là thấy nó sáng sủa. Tròn lên cái là thấy sáng sủa. Nhà Đức thấy mấy cô tròn rất là đẹp nha. Sao nhà Đức lựa cái màu vàng này rất đẹp. Bận đồ hay là đồ lam đi tu gì tròn cũng đẹp mà. Cả mà bận đồ đi đám tiệc gì tròn cũng đẹp. Đi ra đường tròn cũng đẹp. Đây cũng như là món quà mùng 8 tháng 3 những đức gửi đến tất cả những người nữ đã đến đây nhận được, và những người nữ khắp nơi trên quả địa cầu này một chiếc khăn, giống như cái tấm lòng như đức gửi đến quý vị, bằng một tấm lòng gọi là luôn luôn đem Phật pháp để mà sưởi ấm cái tấm lòng người khác. Không có ai cảm thấy mình buồn và cô đơn. Một chiếc khăn thôi cũng là một cái ý nghĩa. Tặng khăn giống như là một cái ý nghĩa giúp cho người ta ấm áp quý vị. Đi đâu tròn một chiếc khăn cảm thấy mình có sự tự tin hơn. Bằng bộ đồ đi đâu tròn một cái khăn cũng cảm thấy có sự tự tin hơn một người nữ. Mà cái màu vàng này Đức chọn rất là đẹp. Mong rằng chiếc khăn này gửi đến quý vị bằng một món quà, dù là nó không có cái giá trị gì đồng tiền bao nhiêu đó quý vị. Nhưng mà đây là tấm lòng như Đức gửi đến quý vị. Chủ nhật tuần này có nha. Nên những trưởng đoàn dẫn quý Phật tử đi theo. Những người nào ta đi chùa lúc trước tới giờ nè. Nhiều người ta thích cái khăn này lắm. Rất là thích. Hình như là mình quý ai, ai tặng mình một món quà mình rất là trân quý. Mỗi lần tròn cái khăn cái nhớ à, thầy thường khuyên mình niệm Phật. Bây giờ mình được cái khăn thầy tròn, cho cái khăn màu vàng, thầy nhắc mình mỗi lần tròn cái khăn là nhớ niệm A Di Đà Phật. Đây là món quà rất trân quý gửi đến quý vị. Như là ngày 8 tháng 3 gửi món quà cho quý vị nha. Nên ngày nào chúng ta cũng nhắc nhau niệm Phật, và những đứa làm việc gì những đứa cũng đem Pháp Môn Tịnh Độ đi phô diện, thấy trong lòng mình nó rất ấm áp. Như những buổi nấu ăn cũng là một cái phương tiện những đứa đem Tịnh Độ giới thiệu. Nói tóm lại là mỗi món quà những đứa tặng quý vị đều món quà Phật pháp, điều món quà để mà nhắc nhau niệm Phật. Giống như một cái quạt thôi,
cũng đem tịnh độ giới thiệu, đem nụ cười gửi đến cho tất cả những người hữu duyên. Nên những đứa nói rằng là mỗi lần mà trong lòng buồn phiền cái gì cảm quạt quạt cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quạt đi đi. Lâu ngày rồi cái tâm những đứa gây dựng về tín nguyện niệm Phật cực kỳ mạnh, gây dựng tín nguyện niệm Phật mạnh lắm. Những đức mỗi ngày nhờ vui là nhờ niệm Phật đó quý vị. Chúng Hòa Thượng Tiên Hóa ngài nói: vì sao quý vị thấy tôi thường ngày vui? Vì tôi niệm Phật nên thường vui. Vì sao mỗi ngày tôi niệm Phật? Vì mỗi ngày tôi niệm Phật để khi cuối cuộc đời tôi không quên câu Phật hiệu. Nhớ quý vị, mỗi ngày niệm Phật để khi cận tử nghiệp chúng ta không quên câu Phật hiệu. Nên nhắc mình suốt. Nhưng hôm qua những đứa gặp hai cô này và một thầy ở Đồng Tháp đi đến chùa mình. Trong đó có một cô bị bệnh ung thư. Mà khi nói chuyện với cô nói cô bị bệnh ung thư, những đứa mới biết. Cô nói rằng con rất rất cảm ơn thầy. Lúc trước cô bị bệnh ung thư con cũng buồn lắm thầy, lo sợ lắm. Nhưng từ khi con nghe thầy giảng, con không buồn, con không lo sợ nữa. Và trước đó một ngày con định đi lên chùa thì rủ thêm người bạn và có một vị thầy đi chung. Cái chân con nhức dữ lắm, rất là nhức. Con nói rằng là ngày mai con đi đến chùa và con rất mong gặp được thầy Nhân Đức. Nhờ thầy giảng pháp mà con vui, con an lạc. Dù bệnh ung thư nhưng con vẫn sống với bệnh ung thư. Ung thư như một người bạn cùng sống chung. Lúc trước con chưa hiểu thì con nghĩ ung thư là một kẻ thù, con muốn trừ diệt. Nên tâm trạng con bị bất an và lo âu sợ hãi. Từ khi con nghe thầy giảng thì con nói ung thư là từ chính con tạo ra. Bây giờ con không có oán thù, con không có oán hận gì hết. Con nghe pháp thầy con vui, con an lạc. Con sống bình thường với ung thư không có sao. Giờ ngày mai con đi đến chùa cũng muốn gặp thầy, mà hôm nay chân cẳng nhức quá. Nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con, ngày mai đi được khỏe mạnh. Thì sáng mai cô đi cô rất là khỏe và đi đến chùa Hộ Pháp, gặp những đức cô rất là mừng. Ngồi nói chuyện những đức tặng máy niệm Phật đồ này kia, rồi tặng cho vị thầy đi chung 10 chiếc máy niệm Phật, 10 cây quạt kết duyên. Những đức rất là mong là mỗi một người xuất gia, khi họ có nhân duyên gặp được pháp môn niệm Phật, họ chân thật họ đem pháp môn niệm Phật giới thiệu. Vì một người xuất gia tu tịnh độ chuyên nhất có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn như bản thân những đức. Tại sao những đức gầy dựng cho những huynh đệ anh em bên cạnh những đức, những người xuất gia, nào là chia sẻ pháp môn tịnh độ, nào là nuôi người già, và cả chia sẻ Phật pháp cũng nuôi người già. Vì sao những đức muốn mấy anh em bên cạnh như đức như vậy? Vì chính bản thân những đức nhờ gặp tịnh độ mà được như vậy. Và nhờ gặp tịnh độ mà bây giờ đem pháp môn tịnh độ giới thiệu khắp nơi người biết mình, khắp nơi người biết mình. Nếu như những đức mà đi tu mà có học nhiều, chưa chắc bằng được như ngày hôm nay những đức niệm Phật. Không được đâu quý vị, không thể nào được. Những đức thấy mà có nhiều người, người ta cũng nổi tiếng chứ, giảng pháp cũng hay. Nhưng mà để cái việc nuôi người già ở trong một ngôi chùa, nuôi con người trong chùa đông như vậy là không có, hiếm có. Nhờ những đức chuyên nhất niệm Phật mà vẫn nuôi rất nhiều người già, làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh, trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng khi mình có thân người gặp Phật pháp và đem cái giáo pháp của Phật để lợi ích cho chúng sanh. Việc này những đức rất là mừng. Từ một chiếc khăn thôi tặng cho quý Phật tử, thấy Phật tử vui trong lòng mình cũng vui. Trong cái cuộc đời này thì thường nó ưa thiếu. Vì sao? Cái tâm mình nó thiếu quý vị à. Nên cái gì nhiều cỡ nào tặng cũng ưa thiếu lắm. Chùa mình là số lượng rất là đông, rằng là 3.000 chiếc khăn này mà quý Phật tử mà đến ngày Chủ Nhật thì nên như Đức có nói là những người nào có thì tròn lên đi, còn bất cứ ai không có tròn khăn thì mình đều tặng hết, thấy không? Thì
Cái khăn rất là đẹp, mịn, dải mịn mà mềm, nó tròn, đi đâu cũng thấy đẹp. Mà cái món quà mà nhà chùa tặng, ông thầy ông hướng dẫn Phật pháp mình ông tặng cho mình, tự nhiên nhiều cô cũng nói rằng trời ơi thầy, con tròn cái khăn này mà thấy giống như nó ấm áp thì sao á thầy. Khi khi buổi tối ngủ tròn cái khăn ngủ thấy ấm áp gì đâu. Họ nói tự nhiên trong lòng mình thấy cũng vui. Mình tặng ta một món quà mà ta quý, người ta thích, mình thấy mình vui, mình rất là vui. Nó như lay quay ta lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, như Đức tặng mọi người chiếc máy niệm Phật nhìn rất là đẹp quý vị. Máy niệm Phật rất là đẹp. Bây giờ tượng Phật đang về tượng Phật rất là nhiều, chuyển qua đạo tràng ba để mà nó sắp xếp sẵn hết. Nên một cái kỳ lễ vía Quán Âm mà bị viết bao nhiêu cái tư tưởng để tổ chức một cái chương trình lễ vía Quán Âm rất là lớn. Lễ vía Quán Âm này rất lớn quý vị à. Nội mà màn hình máy chiếu thôi là để cố định ở bên nhà tôn thôi là 4 chiếc máy chiếu bự. Mà những đức kỳ này tính lại coi, nếu mà cái nhà tôn nó bự quá vậy thì mình phân ra, ví dụ như 4 chiếc máy chiếu bự, chúng ta phân ra thành 8 chiếc, chia ra 4 điểm, chia ra ở trên 4, ở dưới, chứng giữa nhà tôn 4, để người dưới nhìn lên dễ thấy, dễ thấy. Còn nếu mình để tuốt phía trước 4 cái dài luôn thì có nhiều người phía sau ta nhìn lên ta hơi khó, xa quá, cái điểm xa quá, nhìn cái gì mà điểm xa quá mắt mình cũng mỏi vậy. Nên được chúng ta 4 cái bự đó mình chia ra thành 8, để ở trên 4, chứng giữa nhà tôn 4 nữa, căng ngang. Đó là nhà tôn để cố định. Còn ở bên đạo tràng 3 là để 10 chiếc máy chiếu. Thì vị biết một cái chương trình rất quy mô, một chương trình Phật giáo cực kỳ quy mô, một lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm mà vô cùng kỳ công, mà rất đơn giản, không có bài bố về cái việc hình thức, toàn là thật chất cho vị tu tập nghe pháp. À, 8:30 thì những đức giảng pháp xong, có chương trình ca sĩ hát 2 ngày đều có ca sĩ hát lúc 8:30. Quý vị biết rằng là cái chương trình của chùa mình nó hoàn toàn khác nhiều người tổ chức. Thí dụ như người ta tổ chức thì một buổi tối hay gì là xong à. Còn quý vị coi chùa mà tổ chức 2 ngày là 8 buổi, 3 ngày là 12 buổi, thí dụ 2 ngày thôi là 8 buổi. Nên trong 8 buổi đó thì sáng sớm chúng ta khoảng 3:30 là tập trung hội chúng à, ngay đầu tràng 3, thấy không? Là sáng 18 á là một cái khóa tu Di Đà cực kỳ lớn. Nên như đứa của nó là tất cả trưởng đoàn đều phải tập trung về đi ngày 17, để sáng 18 chúng ta đều có mặt hết, là tập trung hết ngay đạo tràng 3. Lúc 3:00 là chúng ta hội chúng ổn định, thì khoảng 3:30 như đức giảng pháp một chút, xong chúng ta niệm Phật, lễ Phật, một cái thời khóa tu rất đặc biệt để cái chuyến đi chúng ta cực kỳ xứng đáng, cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân. Rồi lúc 8:30 là trước 8:30 là chúng ta niệm điều chung buổi sáng, xong bắt đầu là những đức qua chia sẻ Phật pháp khoảng tiếng hồ, ca sĩ hát. Rồi chiều là khoảng 1:30 những đức qua chia sẻ Phật pháp, xong niệm Phật, cung đi thực phong sanh. Rồi tối là từ khoảng 6:00, chương trình chúng ta 6:00 bắt đầu là những đức qua giảng, xong rồi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì coi một ngày 4 thời như vậy, nên chúng ta xen vào cái thời 8:30 để có chương trình ca hát một chút, gọi là thay đổi một chút chương trình chút, để cho nhiều người ở phương xa miền quê người ta được dưỡng đoàn dẫn đi đến chùa, được nghe pháp, niệm Phật vui vẻ, lại Quan Âm, rồi được nghe ca sĩ hát. Tới cái chương trình những đức nó cực kỳ phong phú là như vậy. Nếu như chùa mình mà tổ chức chỉ có một buổi chiều hay là một thờ tu thôi thì những đức sẽ không bao giờ có cái gì chương trình ca hát. Mà chùa mình tới 2 ngày 8 buổi nên xen một chút chương trình ca hát vào để nó sống động cái chương trình. Ví dụ như mình là người chuyên tu đi, mình ngồi nghe ca hát vài bài nhạc Phật giáo có gì đâu. Còn những người người ta mới đến chùa thì người ta cũng được thu hút bởi chương trình ca hát để dẫn dắt người ta đi vào đạo.
thì phải nhớ chỗ này. Khác hoàn toàn nhiều nơi tổ chức. Nhiều nơi người ta tổ chức, người ta chỉ tổ chức đúng một cái, một thờ tu, một buổi chiều, một buổi tối vậy là ta nghỉ liền. Hoặc một buổi sáng chương trình, một buổi sáng là ta nghỉ. Thì người ta không cần phải hát ca gì hết. Nên quý vị phải nghe những điều này để hiểu. Chứ nói ủa sao giờ thầy những đức ông chuyên niệm Phật mà giờ ông cho ca sĩ hát đồ nhiều quá ta. Không phải. Vì phải nghe rất là kỹ nha. Đó. Nên chùa mình, cái khóa tu của chùa mình nó xứng đáng lắm. Một chuyến đi của vị tu nó cực kỳ xứng đáng luôn. Và thêm nữa là những người ca sĩ đa phần, những người ca sĩ nổi tiếng là hát rất là hay. Nên từ nơi đó mà một chương trình ca hát mà toàn là những vị ca sĩ đến ca thiện nguyện, chứ không phải là lợi ca lấy tiền của chùa, không phải nha quý vị. Đa phần ca thiện nguyện. Cái này mới là cái đặc biệt của chùa mình. Tuyệt vời. Ai đến cũng bị ảnh hưởng Phật pháp. Với thêm nữa là những người Phật tử đến chùa mình ai cũng hiểu. Khi người ta hát ở chùa mình ta thích lắm. Giống như cổ vũ người ta vui vẻ nồng nhiệt. Khi những người ca sĩ hát ở chùa mình tự nhiên người ta nổi tiếng luôn. Tiếng tâm người ta tăng lên thêm. Tại vì cái lượng Phật tử quá đông, cái lượng người nghe quá đông, coi quá đông. Nên những người ca hát tự nhiên người ta thích đem lời ca tiếng hát, người ta cống hiến được một cái hội chúng đông như vậy, cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa. Cũng như bản thân như đức giảng pháp đi, mà giảng pháp một cái hội chúng mà mấy chục ngàn người ngồi nghe, vì thấy mình cũng cảm thấy là rất là vui sướng khi mình giảng một bài pháp mấy chục ngàn người người ta nghe. Sức ảnh hưởng này đem tình độ giới thiệu cực kỳ lớn. Như vậy coi như lễ viếng Quan Âm, lễ viếng Di Đà, mấy chục ngàn người, những đức khi giảng pháp mấy chục ngàn người đang ngồi đang nghe. Một cái lễ viếng Di Đà chúng ta tổ chức năm ngoái là cực kỳ, cái lễ viếng Di Đà lớn và quá đẹp, một lễ viếng Di Đà cực kỳ hoành tráng. Riêng chùa mình nghe quý vị, những đức tổ chức chương trình không có bị phí phạm gì hoa hay cái này kia, mà những đức cấm tùm lum, không có hình thức trang trí cực khổ để rồi xong đi dọn dẹp cực, mà toàn là cái việc thật chắc không đó mà đã làm cực, tại số lượng người cực kỳ đông. Nên mỗi một vị Phật tử khi mình tu tịnh độ mà gặp được một ngôi chùa chuyên tu tịnh độ như vậy, quá ý nghĩa để chúng ta chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Quá ý nghĩa để chúng ta chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Ý nghĩa lắm đó. Cuộc đời của người mình nên tạo một cái gì đó mà mình cầm theo được quý vị. Như bản thân những đức, những đức được người ta cúng dường, những đức mua quà, những đức tặng cho Phật tử, tạo cái duyên, tạo cái phước để mà chúng ta cầm theo. Máy niệm Phật, rồi tượng Phật. Tượng Phật chùa mình giờ trở thành một mô hình tặng tượng Phật ở chùa mình. Mỗi tuần chủ nhật bây giờ những đức sẽ tăng lên gần 200 bộ tượng Phật. Người về thỉnh tượng Phật cực kỳ đông. Những đức nói quý vị, gia đình nên thờ ngôi Tam Bảo. Gia đình có ngôi Tam Bảo là ruộng phước điền lớn nhất. Từ ông bà cha mẹ nghe pháp niệm Phật lễ Phật, ảnh hưởng con cháu nghe pháp niệm Phật lễ Phật. Những đức nói gia đạo quý vị mà từng đời để Phật pháp giới thiệu, tôi gọi là cái đức truyền xuống. Gia đạo từng đời thịnh vượng. Vì muốn gia đạo mà từng đời thịnh vượng nha, tiếp tục cho nghe Phật pháp. Quý vị coi nè, bản thân những đức học Phật niệm Phật nó mới thịnh được cái tâm này, thịnh được cái phước, thịnh cái duyên. Nếu như những đức mà không gặp Phật pháp, làm sao những đức được như ngày hôm nay? Làm sao được như ngày hôm nay? Ngoài đời ăn nhậu sình sang, có ai đâu mà tôn trọng mình. Nhờ những đức học Phật pháp mà giờ nhiều người quý trọng thương yêu. Thì bây giờ quý vị cứ hồi tưởng, hồi suy nghĩ, nếu như con cháu mình mà như ông này gì thì nó thịnh vượng gia đạo chứ sao. Học Phật pháp, đem Phật pháp giới thiệu, đem cái điều tốt đẹp tặng cho người ta, thì bản thân mình được tốt đẹp. Giống như mình cười người ta cười với mình quý vị. Mình kênh với người ta kênh với mình. Mình cười với người ta cười với mình. Mình kênh với người ta kênh với mình. Nguyên lý nó là như vậy. Phải nhớ kỹ chỗ này. Nên mỗi một người mình á, muốn mình bình an thì hãy đem cái bình an cho người ta. Muốn mình vui vẻ thì đem niềm vui cho người ta. Nên mình học Phật pháp, mình nắm được phương pháp để tạo duyên, tạo phước, tạo cái mình cầm theo được. Có những con người người ta giàu vô cùng, giàu lắm, giàu lắm, điều kiện của cải vật chất giàu đầy đủ, vậy mà Phật pháp không bao giờ tiếp nhận. Cái gì biết, mình học Phật bản thân mình phải duy trì. Như có một cái cô kia, cô gặp những đứa, cô nói thầy ơi, con có một người chồng, chồng con nhậu nhẹt, nhậu vô xong chửi,
Vợ chửi con, chửi lắm. Con có một đứa con trai, ba nó mỗi lần ăn nhậu gì chửi mẹ nó là nó săn hẳn lên, nó bay vô nó quýnh cha nó. Khi nó rút dao rồi ra muốn đâm cha nó. Con thấy cảnh tình đó con đáng sợ lắm thầy, quá sợ. Con xin thầy cho con lời khuyên. Những đức nói có những cái mà mình khuyên tao không có được, mình đụng vô cũng không được. Bây giờ những đức khuyên con này, bây giờ mình là người biết Phật pháp, mình duy trì mình. Giống như bây giờ ba người ngồi trên một chiếc thuyền, mà hai người kia là họ không bơ, vậy thì mình bơ, mình phải bơ chứ sao vậy? Tí muốn nói trong gia đình mình gặp những sự cố như vậy, nghịch cảnh trong gia đình, bản thân chúng ta là học Phật, đừng bị họ trói buộc mình. Mình phiền họ không nghe, mình phải nghe pháp mỗi ngày an lạc vui vẻ niệm Phật đi. Cái tâm mình an lạc vui vẻ, có khi họ hỏi mình, hoặc mình là điểm cho họ nương tựa. Dù họ mình nói họ không nghe, nhưng mình không cần nói, họ sẽ nương tựa mình. Là vì mình bình an, mình vui vẻ, mình không có sân si, mình không có sằng sọt. Dù họ đến với nhau cái gì mình cũng tin sâu nhân quả. Nếu như mà mình chân thật niệm Phật, chân thật nghe pháp, tu phước tu duyên, chuyển hóa được cái nghiệp gia đình, tự nhiên chuyển hóa chồng con của mình từ từ hòa thuận lại. Mà mình phải kiên nhẫn lâu dài, đúng không? Mình phải kiên nhẫn lâu dài kìa nó mới được, chứ không phải một ngày một bữa mà được liền, đừng có gấp. Quý vị biết rằng cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Lúa ở đây mà 3 tháng chúng ta chăm bón, đến khi gặt hái một lần là xong. Còn có những loại trái cây chúng ta chăm thời gian lâu thì ăn lâu, ăn ăn mùa này qua mùa khác. Như sầu riêng thời gian lâu nữa thì ăn lâu nữa. Cái gì nó cũng phải có thời gian. Ví dụ như gia đạo mình, cái nghiệp họ nó quá nặng, mình phải tu tập có thời gian rất lâu, chuyển hóa cái tâm mình mới chuyển hóa được họ. Còn bây giờ mình cứ đeo đẳng theo họ để mình phiền não, vậy thì sao chuyển hóa họ? Bản thân mình tu mình còn chưa được sự an lạc, làm sao chuyển hóa người ta? Mình phải tu mình an lạc rồi mình buông được người ta, mình mới chuyển hóa người ta. Còn mình bám theo người ta là mình đi theo người ta, làm sao chuyển hóa người ta đây? Cái này quý vị phải sâu sắc để suy nghĩ cho kỹ. Sâu sắc để suy nghĩ cho kỹ. Nhưng Đức nói rằng là có cái cô kia, những Đức tặng cho cô một cái khăn. Cô thì bằng đêm cô ngủ cô thường, giống như cô khó ngủ, cô bất an, cô giống như là cô bị vọng tưởng rồi. Bằng đêm cái đầu bị bóng đè, bị này bị kia đè, với cô bất an, cô sánh sao vàng giọt. Hình như là cấp Tết, những Đức tặng cho cô một cái khăn. Cô nhắn tin, cô nói rằng dạ thưa thầy, khi thầy tặng con cái khăn nghe, thì tròn cái khăn lên cổ cho con. Xong thầy có nói một câu, khi con kể câu chuyện của con cho thầy nghe, thầy tặng con cái khăn, thầy nói một câu. Thầy nói rằng cô về, cô nhớ trước khi ngủ cô cố gắng cô niệm Phật dỗ dắt. Con có hỏi thầy niệm như thế nào, thầy nói cô nằm thì cô nhép môi, đậm môi thôi. Cái này như Đức niệm cho bị nghe đó nghe, nhưng mà mình động môi không cần ra tiếng cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cô để cái máy niệm Phật như Đức tặng để kế bên lỗ tai, thấy không? Cô niệm theo, lấy khăn này tròn lên cổ nghe, nằm ngủ. Giống như cái trang bị toàn là cái pháp thí của chùa tặng. Thì cô nói trong vòng 3 ngày, bước ngày thứ tư thì cô niệm Phật một chút thôi, cô ngủ giấc ngủ rất sâu rất ngon. Thì thấy đặc biệt không? Thì biết những Đức làm việc bao nhiêu công chuyện gì, những Đức ngủ nằm xuống ngủ, ngủ một chút là người giấc ngủ sâu chút thôi cũng khỏe. Tại vì sao? Trước khi nằm ngủ là niệm Phật một chút chút, niệm nhẹ 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 niệm Phật. Nên hướng dẫn quý vị cái này rất gần gũi. Có nhiều người ta mất ngủ, bất an, đủ chuyện lo âu. Khi mà nằm xuống không ngủ được, nhất là nằm xuống mà suy nghĩ công chuyện này chuyện kia ngủ không được, thì nằm xuống bị buông hết vạn duyên, bị mà buông hết mà không niệm Phật thì nó cũng quay về nhiều thứ, bị nằm nhím nhím nhép môi niệm Phật. Hoặc là chồng đi làm chưa gì, hoặc gia đình một mình cứ niệm Phật, nghe pháp, nghe Đức giảng vì sẽ không sợ hãi gì hết. Ở nhà vì nghe những Đức giảng vì rất là vui. Có khi mà chồng đồ đi làm thì nói đi làm đi, đi con đi học, mẹ nhà nghe pháp. Vì sẽ coi thời gian nó qua cực kỳ mau luôn, mà nó giúp cho thần kinh bị dịu xuống an lạc, ăn ngon ngủ yên.
Một chiếc khăn tặng thôi nó có một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Nên cái màu vàng rất là đẹp, rất là sáng. Mong rằng một chiếc khăn, một món quà tặng cho người khác, nó làm một cái âm hưởng về duyên phước. Mong cho họ được bình an, mong cho họ nhớ Phật, niệm Phật. Mỗi lần gặp món quà nào như Đức tặng quý vị, đều là khuyên quý vị niệm một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dù bất an lo âu gì, nghe những bài giảng này cũng sẽ an tâm lại. Bất an không được gì hết, lo âu không được gì hết, sợ hãi không được gì hết. Hãy bình tĩnh cái tâm lại, niệm Phật, nghe Pháp. Những bài giảng như Đức vị nghe rất là vui, rất là an lạc, rất là ý nghĩa, giúp vị có nhiều nụ cười lên. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Ai không cười cuộc đời sẽ lỗ. Nhớ, nhớ chủ nhật tuần này quý vị đến, những Đức tặng khăn cho quý vị nha. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử và tất cả những người sống ở quả địa cầu này, mọi người đều gặp được pháp môn niệm Phật. Nguyện đem cái phước báo nhân duyên hồi hướng cho quý vị. Nguyện quý vị gặp pháp môn tịnh độ, lòng tin kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm, sống trong hoàn cảnh nào cũng có nụ cười, có niềm vui, có sự an lạc. Và khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.